Ôi thật cho bố em 70 tuổi. Không có ở đâu sướng hơn cách ở nhà các chị ơi. Em là em út. Ngày xưa nhỏ nhỏ là cái đùi để cho em, bây giờ lớn rồi cái đùi vẫn để cho em. Trái cây là các chị ơi, trái cây gì cũng có, vải, sim, ổi, đào, mít. Anh trai em đấy, hơn em cả 15-16 tuổi. Bên Trung Quốc mà được mớ rau ngót mà lấu với thịt lạc thì thôi rồi các chị nhỉ. Về nhà ăn chán ăn chê. Này, rau ngót nhà em này các chị này. Đấy, rau ngót nhà em đấy. Mẹ em bảo cây này là cây mận đực, chả thấy năm nào nó ra quả cả. Đấy, em đã bảo là không yên được lúc nào đâu. Vườn rau thì nhìn không có cái cỏ nào không hả các chị. Đấy. Bố em 71 tuổi. Rau muống đấy. Đấy, chọn muống mùng tơi. Cái luống này là hôm đấy nhổ quả, là nói chuyện với bà hàng xóm là nhổ cả mùng tơi đi rồi. Rau dền đấy các bác ạ. Mít nhà em toàn đại bác thôi các chị ạ. Ôi giời ơi, này. Mẹ không ăn tới mẹ hái làm gì bắn nhiều mẹ. À, cho chị Hòa.